Và ok, sau khi thoát ra từ BC thì mọi người nhìn ra màn hình, mọi người thấy một cái mẫu logo sinh nhật rất đẹp nha mọi người. Mọi người thấy thì cái mẫu logo này mình mới vừa sáng tạo ra từ trên chiếc điện thoại qua phần mềm BC nha mọi người. Thì nếu mà nói về logo thì như mình đã thường nói, logo là nó muôn màu, muôn sắc, muôn vẻ, không sao nói hết được nha mọi người. Nhưng mà quan trọng ta sáng tạo sao cho những cái mẫu logo cho nó đẹp là ok nha mọi người. Thì hôm nay Hoàng Dũng 091 chia sẻ đến tất cả mọi người cùng các anh chiến hữu về cái mẫu logo sinh nhật như trên màn hình mọi người đang xem đây nha mọi người. Thì cái mẫu logo này mình bao hàng cho mọi người sử dụng nữa nha, không bao giờ đụng hàng nha mọi người, mới nhất 2024 luôn, bao hàng luôn, không đụng hàng nha mọi người đó. Rồi, và trong tất cả mọi người chúng ta, nếu ai yêu công nghệ và thích tự tạo cho mình một chiếc logo như trên màn hình mọi người đang xem đó nha mọi người, một cái mẫu logo sinh nhật để gửi tặng người thân là bạn bè nè, hay là những con ghẻ yêu đại khái trong những ngày sinh nhật, là cái mẫu logo này là rất là ok nha mọi người. Rồi, bây giờ mình xin mời tất cả mọi người hãy cùng mình cầm chiếc điện thoại lên và chúng ta cùng nhau bắt đầu chia sẻ nha mọi người. Rồi ok. Và rồi ok, vẫn trên cái giao diện làm việc quen thuộc của BC Lab ha, đặc biệt nhất là tôi nha. Đó, thì ta vào dấu cộng nè, vào bộ sưu tập. Và rồi ok, sau khi mở bộ sưu tập ra ha, thì mình cũng có một cái mẫu hình như vậy nha mọi người. Thì cái mẫu hình này á, thì mình đã làm sẵn ha, ai thích thì vào Zalo mình hỗ trợ cho nha. Đó, mình tạo một cái mẫu tròn nha mọi người, thấy chưa. Đó, rồi ok nha. Rồi, như mọi người cũng đã biết mình đã làm rồi thì chuẩn là khỏi cần chỉnh nha. Đó, ok. Đó, mình chia sẻ đây là chia sẻ mẫu ha, chia sẻ cái mẫu để cho mọi người làm thôi nha. Đó, ở đây thì mình có một cái hình mẫu sẵn nó như vậy nha. Rồi tiếp đến khóa lại đi để nó chạy tùm lum. Rồi ta lại vào dấu cộng nè, vào bộ sưu tập nè. Rồi ta cũng lấy từng chi tiết ra thôi, thì những chi tiết này mình đã nói với mọi người là mình đã chia sẻ hết rồi nha. Thì ta làm logo từng chi tiết ta ráp lại thôi nha. Ở đây mình tạo logo là chủ yếu là mình tạo gợi ý cho mọi người cái mẫu thôi nha. Ok, đó như mọi người cũng đã biết rồi ha, chuẩn khỏi cần chỉnh ha. Ok chưa, xong khóa nó lại luôn, không cho nó chạy tùm lum nữa. Rồi đó, bây giờ là mọi người trong cái logo của ta mới cái chừng hai chi tiết thôi là cái logo của ta là nhìn ha, quá sáng quá xịn sò chưa đó. Rồi ta lại vào dấu cộng, vào bộ sưu tập để ta lấy từng chi tiết ra ta ráp nha mọi người, vào bộ sưu tập. Và rồi ok, ở đây thì mình có tạo cái chữ lớp vô vậy ha, đó cái chữ lớp vô vậy đó. Mọi người tạo không được thì vào Zalo mình hỗ trợ cho nha. Đó, đưa nó vào. Cái này là chưa chuẩn nên còn phải chỉnh nha mọi người. Đó, cái mẫu chữ này chưa chuẩn nên còn phải chỉnh. Hoặc là có thể là đây, mình có tạo thêm một cái mẫu nữa, bỏ cái mẫu này đi ha, vì cái mẫu đó nó không đẹp lắm. Đây, ok đây. Đó, cái mẫu này nó có hai màu thôi nhưng mà nó đẹp nha mọi người. Đó, cái mẫu này rất ok ha. Đó, thì cái mẫu này ta cũng đưa vào luôn. Thì cái này cũng như mình đã nói với mọi người đó, là chưa chuẩn nên cần phải chỉnh nha. Mấy cái kia là chuẩn thì không hoàn chỉnh, này chưa chuẩn nên cần phải chỉnh, ta cho nó nhỏ lại ha. Thì bây giờ mọi người muốn đặt cái vị trí nào cũng được, tùy theo thích hợp của mọi người. Như theo mình thì mình đặt nó vào đây. À, cái này là chưa chuẩn nên cần phải chỉnh nha. Đó, rồi ta công bằng cho nó, giữ lại bằng cái tính năng này luôn. Đó, ok, ta thấy nó còn hơi thấp thì ta vào tính năng này, ta nhích cho nó lên một tí xíu. Rồi ok, nói chung là đại khái là về là quá ok rồi. Đó, vì cái này chưa chuẩn nên mình cần phải chỉnh. Rồi, những cái kia chuẩn rồi là mình không, đó, đó chưa chuẩn nên còn phải chỉnh. Những cái kia đã chuẩn rồi là không có cần chỉnh nữa nha. Đó, khóa nó lại luôn. Tiếp đến ta vào bộ sưu tập tiếp nè. Và rồi ok, thì tại đây mình cũng có một cái này ha, cái này là đã chuẩn rồi nha, không cần phải chỉnh nữa nha. Đó, mọi người thấy chưa, cái chuẩn rồi là không cần phải chỉnh, chỉ có cái chữ lớp vô này là mình chưa chuẩn nên cần phải chỉnh nha. Đó, còn cái này là chuẩn thì không cần chỉnh nữa nha. Ok, đồng ý cho nó. Rồi bây giờ mọi người thấy cái logo của ta ha, khóa nó lại là cái đó. Mọi người thấy cái logo của ta quá xịn sò chưa, ok chưa. Đó, đơn giản thôi ha, vài chi tiết thôi là ta có một cái logo rất ngon lành thấy mọi người. Đó, rồi tiếp đến ta lại vào dấu cộng nè, vào bộ sưu tập. Và rồi ở đây mình cũng có chẳng hạn như là sinh nhật ngày tháng nào đó ha, mình cũng viết ở đây. Đó, mình ở đây cái này là cũng chuẩn nha, không cần phải chỉnh nữa nha. Đây, chuẩn không cần phải chỉnh. Rồi ok ha, mọi người thấy bây giờ nó nằm. Bây giờ mọi người thấy ta có một cái logo rất là ngon lành chưa mọi người. Đó ha, cái logo rất là ngon lành. Nếu ha, ta không thích cái chữ này, mình ở đây mình cũng có tạo sẵn nhiều mẫu chữ nha mọi người. Đó, bây giờ đồng ý cho nó đi. Đó, chẳng hạn như mình bỏ chữ I love you này đây nha. Đó, bỏ chữ love you này.
Đây để mình kéo ra coi. Cái chữ này nói chung là nó cũng không, mình thấy nó cũng không đẹp lắm. Trường ý theo ý của mình đó nha. Đó mọi người thấy. Nói chung là cũng quá ok nhưng mà mình thấy thì không đẹp, ta bỏ nó đi. Thôi bỏ nó đi nha. Rồi. Vào dấu cộng. Vào bộ sưu tập. Và rồi ở đây, đó mình cũng có một cái mẫu chữ lớp vuông như vậy nha mọi người. Đó. Rồi. Cái này là cũng chưa chuẩn nè, nên cũng còn phải chỉnh. Đó. Đó. Mọi người thấy ta tạo cái mẫu chữ bóng không? Đó, là mình kéo lớn ra cho mọi người xem nè. Ta tạo chữ ha, cái mẫu chữ ra rất bóng, ok chưa? Đó. Đó. Rồi ta cho nó nhỏ lại, nhỏ lại. Rồi ta cũng đặt nó về vị trí này, đại khái nó còn lớn quá ta cho nó nhỏ lại. Và rồi ok, đó, sau khi đặt ngay ngắn với cái logo, mọi người thấy chưa? Rất xinh xò chưa? Đó. Nói chung là chỉ vài chi tiết thôi ha, ta tạo vài chi tiết ta dán nó lên ha, là cái logo của ta rất ngon lành cho mọi người, ok chưa? Đó thì ở đây này mình có một cái mẫu này nữa nha mọi người, đây vào bộ sưu tập. Và đây mình cũng có một cái mẫu vòng tròn ha, ta tạo sẵn ở đây ha. Ai thích thì vào Zalo mình hỗ trợ cho nha, ta click vào. Rồi cái này là cũng chuẩn không cần chỉnh nha. Đó. Đưa nó ra. Đó. Ok. Rồi bây giờ ta kéo xuống ta thay thế cho cái màu xanh đi nha. Ok, đó mọi người thấy chưa? Đó. Với đứng trên cái nền nào cũng nó cũng đẹp hết mọi người thấy chưa? Đó, tại khi ta làm từng chi tiết nó đã đẹp rồi thì ráp vô là nó sẽ đẹp ngay. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, bây giờ mọi người xem lại cái nền xanh nè. Cũng ok ha. À, xem lại cái nền này cũng rất ok. Thì mọi người muốn nền nào ha, thì vào Zalo mình hỗ trợ cho nha. Cái nền nói chung là đứng trên cái nền nào cũng đẹp. Đó mọi người thấy không? Đứng trên cái nền nào nó cũng đẹp hết. Ok chưa mọi người ha. Nói chung khi ta tạo từng chi tiết, ta tạo từng cái nó đẹp rồi thì ráp vào là nó sẽ đẹp ngay ha. Và rồi ok đó, bây giờ mọi người sau khi ưng ý ha, ráp một cái logo ưng ý như vậy xong, còn việc cuối cùng là ta lít vào. À, ta lướt vào cái nền ở dưới nha, à, cái nền vòng tròn nha, ta lại vào shadow nè, rồi ta bật cho nó lên, rồi tại đây ha, ta cân chỉnh thêm cái độ bóng, ha, cái độ đổ bóng của cái vòng tròn này một tí xíu nữa nha, đó, đó. Cân chỉnh cái độ bóng của vòng tròn này tùy theo mỗi người nha, là bây giờ mọi người thấy cái logo của ta rất xịn sò chưa, đó, ok chưa, rồi ví dụ chẳng hạn đó là màu đỏ, ha, rồi bây giờ ta thích cái nền xanh. Rồi ta cũng vào cái nền xanh nè, đó, chẳng hạn như đây, cô này, đó ta bật nó lên, rồi tại đây ta cũng cân chỉnh một tí xíu, ha, đó, ok, đó. Nói chung là bây giờ mọi người thấy cái logo của ta rất ngon lành chưa, đó, ok, đó, ha, đó, nói chung chỉ vài chi tiết thôi, ha, vài chi tiết nhỏ thôi, và chúng ta làm sẵn, ha, ta ráp lên là cái logo của ta trở nên mọi người thấy sáng và xịn sò chưa, đó, nói chung cái nền nào cũng đẹp nha mọi người, nền xanh nền đỏ gì là mình tạo là rất ok nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Cái logo ta rất nổi ha. Rồi mình thử ẩn cái này đi. Đó ha. Đỏ nè, xanh nè, đỏ nè, xanh nè, mọi người thấy chưa? Đó, đỏ nè, xanh nè, ok chưa? Đó. Nói chung cái nền nào nó cũng đẹp khi ta đã tạo ha. Khi ta đã tạo những cái chi tiết đẹp và bóng rồi thì khi ta ráp vào là cái nào nó cũng đẹp hết cho mọi người, ok chưa? Nè. Xanh nè. Ha, đỏ nè. Ok chưa mọi người? Đó. Rồi video chia sẻ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Chúc mọi người thành công và cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới. Đó. Thì mình cũng mong mọi người cố gắng tạo làm sao những chi tiết là ráp vào là cái logo của ta trở nên chỉnh chờ nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại nha. Ok.